Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cà Phê Land TV. Hiện tại Thục Anh đang có mặt trên tuyến đường liên phường thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và tuyến đường này thì được mệnh danh là con đường vàng trong làng bất động sản của thành phố Thủ Đức, bởi nó đi qua 4 phường và kết nối giữa quận 2 và quận 9 cũ. Đây cũng là một con đường chứa rất nhiều những nút giao thông quan trọng. Và với chiều dài khoảng 6 km cùng số vốn đầu tư là hơn 300 tỷ đồng thì con đường này đã và đang trở thành đòn bẩy giúp cho bất động sản khu vực khởi sắc hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay hãy cùng Thục Anh đi tìm hiểu tiến độ của con đường liên phường cũng như tìm hiểu xem những dự án bất động sản nào đang có mặt trên tuyến đường này nhé. Dự án đường liên phường được quy hoạch khởi nguồn từ đường Đỗ Xuân Hợp và kết thúc tại nút giao Vành Đai 3 với tổng chiều dài là 6 km. Công trình trải qua 4 phường thuộc khu vực quận 9 cũ, nay là thành phố Thủ Đức, bao gồm phường Phước Long B, Phú Hữu, Long Trường và Trường Thạnh. Đường liên phường cũng đi qua nhiều nút giao thông quan trọng như nút giao thông đường Đỗ Xuân Hợp, giúp kết nối dễ dàng với quận 2 cũ, trung tâm thể dục thể thao Nam Rạch Chiếc, nút giao Vành Đai 2 Võ Chí Công, giúp kết nối với khu công nghệ cao, đường cao tốc Long Thành, Dầu Dây, Hồ Chí Minh. Nút giao Vành Đai 3 giúp kết nối dễ dàng với Nhân Trạch, Đồng Nai và Giang Bình Dương. Tháng 9 năm 2018, dự án quy hoạch đường liên phường được khởi công xây dựng với nội dung như sau. Mặt đường liên phường sẽ được mở rộng lộ giới từ 30 đến 60m, 6 làn xe lưu thông, mỗi bên đường sẽ có vỉa hè rộng 4m. Đoạn đường liên phường đoạn từ Đỗ Xuân Hợp đến đường Bưng Ông Thoàng dài 1,83 km sẽ được cải tạo nâng cấp. Mở rộng cầu qua rạch Ông Cầy đồng bộ với đường liên phường, mặt đường cầu sẽ được nâng lên từ 20 đến 50cm và cải thiện hệ thống thoát nước để tránh tình trạng bị ngập nước khi có mưa lớn. Tổng mức đầu tư cho dự án là hơn 303 tỷ đồng với hình thức BT. Thời gian thi công phụ thuộc vào mức độ triển khai của các dự án bất động sản mà con đường chạy qua. Các chủ đầu tư phải đảm bảo xây dựng đường theo tiêu chuẩn do nhà nước quy định. Đến thời điểm hiện tại, 80% chiều dài dự án đã được hoàn thiện. Khu vực cầu qua rạch Ông Cầy để đồng bộ giao thông với đường liên phường cũng đã hoàn tất. Chỉ còn đoạn đường liên phường dài hơn 1 km chạy qua quỹ đất trống dự án Tây Tăng Long chưa thi công. Dự kiến đoạn đường này sẽ được một chủ đầu tư lớn triển khai. Quý khán giả của Cà Phê Land có thêm thông tin nào về dự án này, hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách comment ở phía dưới video và cùng xem những giá trị mà tuyến đường liên phường mang lại cho thị trường bất động sản cũng như nền kinh tế xã hội khu vực ra sao nhau. Có thể nói đường liên phường giữ vị trí trọng điểm, mang tính chiến lược trong việc phát triển thành phố Thủ Đức. Dù chưa được thông toàn tuyến nhưng tuyến đường này đã đang và sẽ mang lại nhiều giá trị về kinh tế, xã hội cũng như thị trường bất động sản của khu vực. Hiện nay các tuyến đường như Nguyễn Duy Trinh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, Dầu Dây, Lê Văn Việt đều đang bị quá tải, đặc biệt là đường Nguyễn Duy Trinh. Mặc dù đây là một trong năm tuyến đường được thành phố Thủ Đức quy hoạch nâng cấp và mở rộng giai đoạn 2021-2025, nhưng rõ ràng có thêm một tuyến đường giúp giảm tải lưu thông lượng xe di chuyển vào hướng trung tâm thành phố Thủ Đức cũng như thành phố Hồ Chí Minh là rất cần thiết. Chính vì thế, đường liên phường khi thông toàn tuyến hứa hẹn sẽ chia nhiệt rất nhiều cho các tuyến đường trên. Trong tương lai, khi đường liên phường hoàn thành việc thông toàn tuyến sẽ giúp tiết kiệm nhiều lần quãng đường di chuyển giữa các khu vực thuộc thành phố Thủ Đức với nhau, không chỉ ở các phường có tuyến đường đi qua. Đường liên phường cũng sẽ giúp người dân khu vực quận 9 cũ nhanh chóng kết nối vào trung tâm thành phố với lộ giới rộng thông thoáng. Bên cạnh việc hoàn thiện bến xe Mỹ Đông mới, bệnh viện Ung Bướu, trường đại học, công trình mở rộng đường liên phường còn thu hút dân cư từ các nơi đến làm việc, học tập và sinh sống ở khu vực này. Điều này đem đến nguồn lợi lớn về dịch vụ kinh tế xã hội và đặc biệt là bất động sản tại đây. Việc phát triển hạ tầng chắc chắn sẽ kéo theo giá trị bất động sản gia tăng theo thời gian, đặc biệt là với đường liên phường, một trong những con đường quan trọng nhất của quận 9 hay thành phố Thủ Đức ngày nay. Kể từ khi có thông tin về quy hoạch tuyến đường, bất động sản khu vực đã trải qua nhiều lần nóng sốt, giá tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Hiện tại, theo tìm hiểu của Cafe Land, giá nhà đất khu vực đang được giao dịch ở ngưỡng cao, có nhiều đoạn lên tới 170 triệu đến 200 triệu đồng cho một mét vuông. Các ông lớn bất động sản đương nhiên cũng không thể bỏ qua con đường vàng này. Hàng loạt dự án nhà phố, biệt thự hay căn hộ đã và đang được triển khai dọc suốt tuyến đường liên phường và được hưởng lợi từ tuyến đường này cực lớn. Về phía quận 2, nơi bắt đầu tuyến đường liên phường là 3 dự án với diện tích lớn là khu đô thị Nam Rạch Chiếc, Saigon Sport City và The Global City mà Masteries Group vừa nhận chuyển nhượng từ khu đô thị Sài Gòn Bình An cũ. Hiện mới chỉ có The Global City đang triển khai với giá bán dự kiến lên tới 400 triệu cho một mét vuông. Điều này đã gây xôn xao thị trường bất động sản trong những ngày vừa qua. Và tuyến đường liên phường chắc chắn sẽ góp công không nhỏ trong cơ sở hình thành mức giá này.